dính. Nó vai dính này có kia phải. Đấy vậy các bạn ạ. Đem lên bờ. Xin chào các bạn ha. Nay mình câu chỗ này nè. Nắng quá mình ngồi trên đây ha, đổi điểm ha. Nắng quá. Đó bên đó giờ nắng lắm. Cái mặt trời hướng bên kia nó pha qua đó nè. Giờ mình nắng quá mình ngồi ở đây ha. Đây cũng có chỗ ngồi. Dính con bự số mà thải ổn chứ. Con nó bự chứ nè. Thải nó ổn chứ. Mấy hàng con bị thải. Lưỡi mình cũng đâu có nhỏ đâu các bạn. Chỉ số 7 nè. Rồi nó không lên được rồi. Chưa này vẫn có chục tiếng, chưa này cả chục tiếng nó không có ăn, không trốn hết.
lại thì con cá nó không ăn, nó lo nó đón rồi nó ăn mồi câu. Để vậy các bạn ạ, đem lên bờ rớt rớt nước luôn à, tiếc thiệt chứ. Con mở hàng thử rồi, đây không có thế gỡ cá rồi. Đây mình không có thế gì gỡ cá. Nên chút mình lấy cái khăn mình cập đưa nó lên đây. Đúng ghê. Đưa nó vào bên bên đây mà. Nó có rớt, nó có chứ. Quát lưỡi luôn. Nó bự quá rồi. Bự quá quát lưỡi luôn. Hai con nha. Hai con. Hai con. Con bự phải. Còn cái chân cầu đó là nó bị nứt rồi. Do xe trọng tải lớn quá các bạn. Nó chạy qua nứt cái chân cầu, xong rồi cái nó bị bọng ở bên trong, cá nó vô trong nó ở các bạn, móng nó còn bọng trong. Cầu nó thiếu xe vận tải lớn không? Xe các bạn biết xe mười mấy tấn qua không? Câu rồi. Tôi lưỡi tôi. Nó chảy không à. Ôi. Trời bá luôn. Một thế thấy gì đó sợ thật. Tôi lưỡi người câu này mà. Trời quá. Ba con chảy ba con hết. Rồi thấy nữa nè. Trời ơi. Trời quá à. Thằng bự không à. Thằng khủng không nè.
Đổi chỗ ngồi này xui quá. Bốn con xảy hết bốn con rồi nè. Quải quá. Sao cái phao nó bị rớt phao luôn. Ghê đi, bự ghê hồn. Cái này thì dính, cái kia chảy. Cái này dính không chảy con nào rồi. Cái kia lại chảy. Cái gì to đó, con kia của mình không? Đang bực lắm. Chí phèo rồi.
miếng lợi ăn. Khỏi tè nữa, tè nó ít hơn, bằng dính. Nó đây có chỗ này mát thôi, cái chân cầu đúng rồi. Ở trong đó nó bọng quá, bọng cá nó ở trong đó nó bậy móng quá trời. Cái chân cầu bọng video của mình này cũng xin kết thúc tại đây ha. Cảm ơn mọi người đã, các bạn đã theo dõi video của mình. Chào mọi người. Bye mọi người. Quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ bấm bờ ủng hộ cho kênh ha. Quý vị dồi dào sức khỏe.